Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 150.000 đồng token exchange wallet nhé. Đây là đồng token về ví nhé. Thì một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành của nó là 10.000 tỷ nhé. Đã có 17.948 để sở hữu đơn và đã phát sinh 34.907 đợt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước dẫn cho website cho mình. Bước một, sao chép contract, các bạn có thể sử dụng copy contract nhanh lên. Sau đó các bạn quay sang ví, mình mắc vào một chút đất của các bạn nhé. Và thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình. XY số tập phần có không nhỉ, số tập phần là không nhé. Các bạn nhấn add custom token, import token để thêm token vào. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, tìm tới bước 2, nhấn vào link kết bạn để thể nhận token. Thì các bạn lưu ý khi nhận được đồng token chuyên về ví thì các bạn cố gắng giữ lâu dài nhé, và sẽ là x nhiều lần tài khoản này. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái đối nhé. Rồi các bạn cần làm nhấp vào phần này nhé. Rồi nè, thì hiện thì em tạo visa là 0.000517 bên đây bên. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Ở đây nó phải không cho mua nhé. Ở đây là hết cái giá khuyến mại rồi nên là nó không cho mua. Đã đóng rồi nhé. Bán riêng đã đóng rồi. Thì đã ăn được rất rồi. Các bạn có thể hold cái đồng này, sử dụng nhiều ví để claim nhé. Đây mình cũng đã sử dụng 3-4 ví để claim rồi. Thì các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 150.000 đồng token XYLAC. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản các sàn giao dịch như Binance, Mỹ, Celsius, Kết và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.